Cá bự nha bạn, hình như là nó nhỏ hơn cá nãy. Hello, xin chào bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui luôn. Các bạn ơi, này các bạn thấy trên tay mình đang cầm cái gì không? Đây là nhãn hiệu LK nè, các bạn biết gì không? Đây là mình mới mua cái cần câu LK nha các bạn. Thì đó giờ đó, thật sự trong tem mình là ai cũng ham cái cần LK bạn, nhưng mà không có điều kiện với lại có tiền mua nổi cần LK để xài nha. Mua mấy cần giỡn nha, quăng có khi quăng có cái hay cái là nó gãy à. Với lại câu dính cá khủng á thì các bạn biết không, gãy cần liên tục luôn. Chính vì lẽ đó ngày hôm nay mình đã đặt một cái cần LK. Thì mình thấy cần LK trên mạng quảng cáo thì thấy khá là chắc chắn nha bạn, dính cá khủng không gãy nha. Nhưng mà tem mình nói với mình nó chưa từng xài bao giờ thì mình không biết chắc chắn không nha. Ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm một ngày để mình sử dụng cần LK như thế nào nha. Đó thì mình mới mua hàng đặt về bạn ơi, chưa bóc siêu luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ khui bạn xem nha. Đầu tiên thì mình thấy nhà hàng LK thì bán hàng khá chắc chắn nha bạn. Thì cần câu là mình thấy ai cũng vậy hết trơn á. Mua cần là đa số người ta sử dụng cái ống nước đó các bạn, để người ta giao thứ nhất là không bị gãy, là thứ hai không bị chảy xước nha. Đó thì ở đây nó có nhãn hiệu LK nè. Cắt ra. Mà nãy giờ mình quên báo giá cho bạn biết cái cần LK nha. Cái cần LK này là giá 900 ngàn nha các bạn. Đó. Ôi khá là chắc chắn ta. Ủa nó tiêu không thấy gì ta. Đây. Rồi. Đây nè bạn, trong đây thì nó có bọc một cái này là cái dạng như cái giữ cho cái cần câu mình nó không bị da đập mạnh đó bạn, không bị chạy xước nha. Đó, có số điện thoại của LK luôn nè. Thì nếu mà hàng bị lỗi bị gì là các bạn có thể điện thoại trực tiếp và mình quay trực tiếp lại, thì có hàng lỗi hàng này kia là đổi lại nha. Ôi các bạn coi nè, hơi quá đã luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra coi thử như thế nào nha. Mình nghĩ cần câu bó kỹ thế này thì không bị chạy xước đâu, trường hợp chạy xước là hiếm nha các bạn. Rồi rồi ôi không ui đã quá đã rồi thôi. Ôi cái tay cầm này kia các kiểu thì mình thấy khá là chắc chắn nha các bạn. Với lại mình thấy cần câu này thì cái chất liệu không biết làm gì chắc carbon đó bạn, thấy khá là nhẹ nha. Vậy mà sao chịu được trọng lượng nặng cá mà không gãy ta. Ok nè, chữ LK nha bạn, LK chánh hãng nha. Đó có dòng chữ ghi đây nè. Coi bây giờ mình sẽ lấy cái đọt ra coi bạn xem nha. Ôi cái đọt không có gắn tem luôn bạn ơi. Thế chứ mình khui ngược rồi, nhưng mà kệ đi lỡ rồi tới luôn. Đó trời ơi cái đọt cần nè các bạn coi nè. Ôi xuống đây đủ nguyên cục tem ở đây nữa. Thì cái đọt LK này là người ta bảo hành 1 năm nha bạn. Các bạn nào mà xài mà sự cố bị gãy thì kia có thể đổi lại trong vòng 1 năm nha. Đó thì bây giờ mình sẽ cho vô nha bạn. Thì cái độ nối của hai cái đọt cần này lại là như là 8 phân nha bạn. Thì mình nghĩ người ta muốn cho dài để cho thứ nhất là cái cần câu nó im nha, thứ hai là cho nó chắc chắn hơn. Đó bây giờ mình sẽ đút vô nha. Trời ơi nó vô chắc quá trời bạn ơi. Mình mới vô tới đây chưa có hết mà nó cứ ngắt luôn á. Ồ nó cứ ngắt luôn nè. Quá đã luôn rồi. Rồi mình thấy hết vô được rồi bạn ơi. Nó còn tới đây nữa mà vô không được, nó ngắt luôn trời. Ôi cứ ngắt luôn. Thì cái này mình muốn vô tùy theo cái độ của mình nha, muốn cứng cỡ nào cho nó vô nữa nha. Đó, các bạn thấy cái đọt nè. Thì cái chất liệu cái đọt này là nó không có cái độ dẻo nhiều nha bạn. Cũng cứng nè, cứng không dẻo không nha, để cho nó chắc chắn nha. Đó, cái cần này là cái cần mái ngang nha các bạn. Thì cái cán là cái cán dạng như cán cây nha. Cầm chắc cũng im ở đây. Thì cái cần này dài khoảng độ 1 mét để mình đo mình coi. 2 mét, cái cần 2 mét LK chất liệu khá là nhẹ nha. Đó thì các bạn ơi, ngày hôm nay mà đặt cái cần này là mục đích mình không phải để mình rê nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ thử thách tem mình nha. Thì hôm nay là pha ke các bạn biết không, nó đại chiến với mình lần nào cũng thua cho, ngày mình thấy thì cũng tội nghiệp nó lắm. Cho nên ngày hôm nay mình quyết định đặt cái cần LK này nè. Mình sẽ là thử thách cho pha ke luôn đi cái lóc nha. Nói chung hôm nay là có rất nhiều bạn yêu cầu mình rê cái lóc, nhưng mà dạo này cái lóc yếm lắm bạn ơi. Đi lại pha ke nó cũng thấy khó dính quá cho nên ít đi. Thì ngày hôm nay để có động lực mình đã đặt cho pha ke cái cần câu này nè để mình thử thách nó. Nếu pha ke ngày hôm nay làm được thử thách thắng mình sẽ tặng nguyên cái cần LK trị giá 900k cho pha ke nha. Đó thì cái cần LK thì các bạn thấy không, thì mình thấy bề ngoài khá chắc chắn rồi đó, nhưng mà cái cần xịn thấy không. Thì đây cái lóc dính hay không là cái điều khó nói nha bạn. Thì ngày hôm nay pha ke thử thách đây cần LK dính cá không, các bạn chờ xem nha, đừng bỏ lỡ nha các bạn. Hello xin chào bạn. Chào bạn. Chào bạn đã quay trở lại với kênh Anh Tư Khải TV. Ủa Tư ơi, hả? Nay làm gì kêu của mình em lại anh Tư? Thấy anh Tư đổi nón chưa không? Nón của lời cái quà. Thấy cầm trên tay cái gì không? Thì cần câu.
cần câu lợn ca nè, thấy chưa? Wow, trời nay tôi dạo trời, sao mình câu lợn ca luôn? Không phải, anh Tư không báo cho em nè, hôm nay là em đại chiến đu rê chứ không phải. Đại chiến con cái anh Tư á, thấy nhiều lần thua quá cho nên anh Tư á, ngày hôm nay sẽ quyết định thử thách em. Đu rê. Trời, đu rê là nghề của em mà Tư ơi. Bây giờ em khoái cần là phải không? Khoái không Tư, cần thì chắc khỏe nữa Tư ơi. Thì giờ tem mình nó ước mơ sở hữu thì cần nè các bạn ơi, nhưng mà không phải cho thiệt nha. Bây giờ Tư có thử thách em, bây giờ là em đu rê thắng anh Tư sẽ thử em cây cần này, còn nếu thua thôi cây cần anh Tư không cho. Ru rê mình em ru rê thắng thắng ai yên tâm đi, trời ơi cây cần xịn, tất nhiên là phải có cái người mà rê giỏi để đại chiến với em rồi. Bây giờ em thắc mắc sẽ lên với ai phải không? Đúng rồi trời, không lẽ anh Tư chưa là cái quà ra ru rê với mình, trời mình thua chắc luôn á bạn ơi. Ok chờ đợi nha, rồi xuất hiện đi, người bí ẩn xuất hiện đi. Ủa anh râu thì thường người ta nhớ mặt mà nay đi đua nữa trời. Ngạc nhiên chưa? Thì... Phan, anh Bảy, Phan nói anh Bảy bớt nói ra đi, anh Bảy ta cao to mà thấy không? Dốc dáng đứng khá lực mà thấy không? Ủa anh Bảy ơi, ngược ngược anh Bảy, Bảy ơi. Không phải anh Bảy ở bên nước ngoài gì đây, mang dép vào kiểu Việt Nam, kiểu không phải đi bên trái phải. Ủa anh Bảy đi đá banh hay đi quýnh banh tôi các quýnh nè. Anh Bảy thường thường là tại chưa thấy chưa gây chưa gây chưa ghê ghê gây chưa đó. Nhưng mà anh Bảy ơi khoan, thì anh Bảy là nổi tiếng đá banh cho bạn, nhưng mà ngày hôm nay anh Bảy sẽ xuất hiện với cái dáng dốc khá là đặc biệt. Ngày hôm nay anh Bảy sẽ đại diện cho Tư đại chiến đu rê cái đống em. What the hell. Trời, Bảy thường Bảy đá banh giỏi không, đu rê chắc dở ẹt cái gì mà. Ok, nếu mà ngày nay em sẽ đại chiến đu rê cái đống kết Bảy mà em thắng phải không, anh Tư sẽ tặng miễn phí cho em cái cần luôn. Rồi ok, Tư nói nha, Tư nói là Tư lúc lời là anh Tư không được nha anh Tư. Có mặt anh Bảy chẳng lẽ anh Tư không giữ lời. Ok. Ok, thì ngày hôm nay anh Bảy sẽ đại chiến đu rê cái đống Phá Ke nha. Nếu mà anh Bảy giành chiến thắng thì Phá Ke sẽ không có cần, và Phá Ke thắng thì Phá Ke sẽ được cái cần miễn phí. Ok luôn. Ủa Tư ơi, thường anh Bảy á, giờ tướng thì giống anh Bảy thiệt. Mà cái giờ mặt hơi phô phô xíu nha Tư. Hả? Muốn kiểm tra không? Ừ. Muốn chứ. Trời. Ủa? What? Lô em. Phô phô thì lê út nhìn Tư. Dĩ bạn, thường ai hả? Thường mày á. Chuột á, chuột. Thật sự á, anh Tư ngày hôm nay thử thách hết người cho nên anh cực đảm mới kêu em, chứ thật sự trong cái lịch sử em có lóc thề dữ lắm. Ngày nay á, cái cần của anh Tư tỷ giá 900k nha. Nếu mà em thắng á thì em sẽ lấy cái cần này, còn nếu mà kè thắng á thì lấy cái cần này đó, hiểu không? Yên tâm anh Tư ơi, bữa giờ em luyện tập quá trời rồi. Thôi các bạn ơi, thì trong tem mình là tiếng chuột cái này có lóc giỏi nhất phải không, giỏi nhất phải không? Đâu còn một người nữa. Ai? Cua. Trời ơi, cái đó là nói chi nữa. Thì tí chuột á là có thời gian cũng luyện tập khá lâu rồi, không biết bây giờ xuất hiện á thì có lê lợi hại hay không nha bạn. Thì mình cũng tò mò coi thử ngày hôm nay liệu Phá Ke và anh Bảy, nói chung là tí chuột đi, coi thử ai xã hội được cần 900k là cơ quan nha. Ok. Rồi, let's go. Let's go. Trời trời, gì vậy, lỏ rồi. Nè, coi nè, con Rondo nè. Con Bảy thể hiện nè, thấy chưa? Dạ. Trời trời, hai thanh niên ngày nay đây kiểu gì vậy ta? Nắng từ từ. Đó, anh Bảy quăng khá là xa luôn. Rồi, cần anh Bảy quăng xa dữ người ta. Kiểu này Phá Ke khó địch lại anh Bảy rồi. Phá Ke mới xài còn mấy ngang là ca nha các bạn. Còn bỡ ngỡ. Không phải bỡ ngỡ, cũng thường anh ơi, tại nó dài đó. Ủa, cần có phải... mét mấy, mét 8, 2 mét mà dài vậy, vừa. Mét 1, anh xài cũng ngang, cần xài có mét 4 rồi. Ủa, mét 8 rồi. 2 mét 1. Cần 2m4 thôi, 2m hả? Ừ. Nói có phi gì cả lóc. Ồ, mà xa quá. Bỏ thấp. Lên hàng, lên hàng, lên hàng. Kéo kéo. Trời ơi. Bỏ thấp. Lên hàng, lên hàng, lên hàng. Kéo kéo. Trời ơi. Ông nội ơi, gì vậy?
không nó nhìn như thế này, đóng mạnh rồi lên rồi xong đóng lên. Trời ơi, tí chuột nó pho bạn, cá dính mà nó đóng nhiều rồi, đóng văng lên bờ cá rồi. Xém lụm pha ke rồi. Sao, nay em tự tin ca lắm rồi. Tự tin với sảy con rồi. Trời trời, xém lụm lời ca được một tay rồi. Đồng đứa tới bờ. Xém chạm được một tay vô cần lời ca rồi mà không được. Kệ quăng luôn, chạy chạy chứ. Hạ hạ xuống. Đúng cái điện đó. Đó, quả đẹp cá giữa mưa, nằm trong vòng đó. Hóa, đóng, trời ơi. Hóa, đóng, trời ơi. Xong gương lạnh khá cho nó ăn. Trời ơi, tí chuột này. Ở đó còn nổi đầu rồi tí chuột. Hỏi lại tí chuột ơi. Nó còn quất rồi chuột ơi. Cái từ từ tới nha, quất nè, quất nè. Quất. Trời ơi, trời ơi. Cái nãy em ngưng lên cái là nó quất không rồi. Hạ xuống này, hạ xuống. Chết bà luôn ngay luôn rồi. Em dí tới đây em táp luôn kìa. Đâu rồi? Hình như pha ke lên hàng đó bạn ơi. Dính chưa? Dính rồi, dính rồi. Chết rồi. Ê, ê, nói nó mua nó móc cho tí chuột, nói vậy. Ủa mua ở đâu vậy? Mua đâu hả? Mua. Ở, vô khoát mà. Khoát. Mua ở đâu vậy? Mua ba. Cá này mua chợ chắc này, bảo đảm không tính cá này, đúng không tí chuột? Đúng rồi, đúng rồi. Cá này các bạn coi nè, cái đầu này vậy là cái nóc cái chợ chắc luôn nè. Ủa sao vuột khóa luôn vậy? Đóng lại khóa rồi. Ủa đóng mạnh vậy lắm mà cái mương nãy hả? Ủa trời. Như vậy chắc không mua tới chuột coi. Không lẽ là khóa này nó vuột về mình không tin. Để khóa sửa gãy khóa. Lại lên đây, kệ nó đi em cứ. À, có hai cái râu nữa. Cái đặc biệt lạ với ta có hai cái râu nữa nè. Gãy bà khóa còn khóa không ta. Ở trong mọi con. Như vậy là cái cần lời ca lên một con đầu tiên nha các bạn. Đóng hết da luôn rồi. Có gãy không? Không. Tí chuột coi anh nói em rồi, em ráng đi chứ kiểu này là thấy không, nó chạm được tay rồi đó. Chứ anh Tư đi, anh Tư ngừng, anh Tư đợi cái gì đâu mà. Ờ trời, thiệt tình chứ. Tiếc quá cái là thấy cảnh đóng cũng nghe ngon đấy các bạn, bự cho bá nữa luôn nè. Ừ. Như vậy số mình dồn vô có một cái một luôn đó rồi. Táp mấy đường? Kéo hai đường táp luôn. Đã quá đã, bự rồi. Thôi, coi như là ba cây ăn mai đi, tí chuột coi đi, tí chuột coi. Cái đó là nước gì? Lấy thử coi. Nước mát hả? À. Nước mát. À. À, nước mát Sài Gòn phải không? Uống thử đi. Chai này mới nghe tên luôn á. Ủa chai này lạ vậy? Ừ, uống ngon lắm. Phải không? Vậy gì tặng cho con trai miễn phí uống thử ngon hơn nữa á. Giận tí thôi. Mắt thì ngon. Cái là gì tặng con liền á. Sao ngon không? Nó bán nhau. Cảm ơn. Rồi ông dính cái nịt cho ta mọi các bạn. Đi chân cho bị đau lên đi. Ờ, uống yên dính ăn vậy. Dạ. Dạ. Ok, giờ mình sẽ tới nhà tí chuột để test cần nha bạn. Hồi nãy là pha ke dính con tí chuột chưa dính nha. Mạnh Tư ơi. Hả? Rê thì em có thể thua pha ke được, nhưng mà câu cá chắc chắc 100% là em ăn mới chắc anh Tư ơi. Trời ơi, chưa? Rồi à. Ok, thì mình chấp pha ke con trước phải không? Đúng rồi. Ok, rồi. Lễ như bữa vậy đó. Giờ tính con phải không? Đúng rồi. Con, rồi, có một con đúng không? Bây giờ quy định 10 phút thôi nha, đứa nào mà dính nhiều hết là tính không có con nữa nha. Trời ơi, tí chuột nó tham quốc cục mồi mà con. Con trùng cho bá lửa luôn. Cá nhà em bự bằng pha ke vậy mà. Yeah. Đúng rồi, cái cần của em anh Tư sợ chịu không nổi đó, pha ke ơi. Trời. Thiệt luôn á. Thôi chiếc ao này là lâu lắm, tí chuột cái vừa tát nha bạn, cá bự bự không à. Cứ hy vọng là ngày hôm nay cái cần là ca sẽ dính cá khủng mà không bị gãy nha. Cứ là câu quạt, con cá vô cờ, cái tâm mấy chục ký không có gì, cá cái chuột bị. Biết ao này chừng nào tát không ta? Chừng nào? Ao này hồi đó tát lần đầu tiên là lúc em lớp 2. Còn chắc lần tiếp theo tát chắc làm cưới vợ luôn. Vậy hả? Cưới vợ tát lại mới cưới luôn phải không? Tới chừng đó sợ cá nó không còn á. Câu ăn rồi. Rảnh ba biết không? Rồi xuống cần luôn nha. Lẹ lên, lẹ lên. Có 10 phút hồn mà lẹ lên. Bạn chờ xem ngày hôm nay ai dính cá trước nha bạn. Ồ cá mới ụt kia mới đứng quăng kia kìa. Dài dạ. Chứ tao thôi. Trời ơi, mệt.
cái chùa này nó câu bên đây nha bạn, pha kè câu bên đây, coi thử ai lên hàng khủng trước nha. Ui. Đi im đi, im đi. Bên nào? Bên đây hả? Đó là cá rỉa mà rỉa đó. Đó rỉa, rỉa đó, rỉa đó. Đó. Cá gì nhịp cái phao nhẹ vậy? Đó nha bạn, cái cần của pha kè anh dưới. Ôi, cúi chỗ cá rỉa đó chuột ơi. Đó đi chuột ơi. Chuột đóng đi chuột. Ôi, bạn có một phao tí chuột nè. Đóng chi mạnh dữ vậy? Ủa người bạn ơi. Cái gì của bà ke lôi bà ke ơi. Đó, quất nữa thì chuột. Chì rút rút vậy. Cá bự không nhỏ đâu, lâu phao kiểu đó mà nhỏ gì được em? Phao thì ép mà. Lên hàng. Lên nè, trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, một con, một con. Ủa nè, gian chứ ta. Tính con, tính con, tính con luôn hả? Chứ sao, nãy giờ. Ok nha bạn, tính con lẹ pha ke ơi. Không, không, không ổn rồi. Như vậy là một con đều nha, ê, một con đều nha. Bây giờ là pha ke nó cá lóc bự như bạn, nhưng bây giờ lỡ tính con rồi, phải tính con, giờ bà đồng nhau nha. Chứ mày đông cần lỡ pha ke rồi. Chết rồi, lẹ lên rồi. Như vậy là pha ke đã hòa với tí chuột nha bạn, hy vọng pha ke sẽ dính nữa nha. Nhanh pha ke, đừng móc hồi bự quá. Ủa cái ao này cá khủng tự nhiên lên cá gì nhỏ dữ vậy trời. Nó xíu xíu à. Quan nói theo mà khe. Đó một bảy cái phi kìa. Bảy cái phi pha ke ơi. Rồi pha ke quăng ngay cái điểm của tí chuột nãy nha bạn. Gì vậy? Thôi của tí chuột lâu nữa trời, tí chuột hên chứ tại. Ê! Là... Hai con rồi các bạn ơi. Rồi. Trời ơi, trời ơi, xảy tí chuột, pha ke xảy con. Như vậy là pha ke đã bị tí chuột dẫn một con nha. Quá dữ, quá dữ, lẹ lên. Quá dữ rồi. Quá tà heo, bình tĩnh đi pha ke, chưa đâu. Các bạn thấy không, tí chuột nó câu cá lợi hại nha bạn, chưa hết lượm hai con rồi đó. Và trong khi đó tí chuột chưa dính nào á. Ý quên, chưa pha ke dính nào á. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó bự lắm, cái trần, cái nhỏ cái trần đúng không? Thì cũng mất cần rồi, ơi. Đúng rồi, cá bự lẹ lên, lâu nữa rồi, lâu nữa rồi. Cái đè có cá bự không chuột? Để đè có cá bự không? Cá của câu đó chán. Cái ép nè. Đó, của bà ke cá đĩa nha. Có bà ke ơi. Để nhỏ bự dính con được bà ke đó đó đó. Một phao của pha ke nó bự như cái máy luôn các bạn. Trời ơi, cá phi nó ăn pha ke lại nó bốc một mồi bự, nó nhứt cái hai cái lưỡi nó bự quá không pha ke. Sao cá nó không dính ta? Nãy giờ mình trong dính cá bự thì mình test cần mà thật sự là cá bự không dính nha bạn, dính cái nhỏ không. Dính cá bự chưa? Định kia. Đó. Trời ơi, vẫn không dính. Đánh quá ghê. Trời ơi. Cá bự luôn hết rồi ta. Rồi nó lâu luôn kìa. Rồi nó lâu. Rồi như vậy là tí chuột lên một con bạn ơi. Rồi lên. Lẹ lên. À, như vậy là pha ke được hai con nha. Tí chuột quá dẫn chứ một con à, lẹ lên pha ke ơi. Mình nghĩ là pha ke nó cũng không dễ để đi thua nha bạn. 3-2. 5 phút rồi, còn 5 phút nữa lẹ lên. Nhìn lên. Lớn. Trời ơi. Lôi như cái máy luôn vậy không dính trời. Rồi cuốn pha ke. Trời ơi, con nhận cá này dữ trời. Hình như cá này mới thả sao mới để xuống lưỡi liền luôn á. Chắc lâu lắm rồi tí chuột không cho cá ăn, các bạn có nói đói nè. Có, ok, sắp sửa lên nữa rồi bạn ơi. Lôi đeo, đeo lẹ lên bà ke. Quá hay bạn ơi. Như vậy là thấy không, bà ke đâu có dễ dàng mà bị nghiếp đâu, thấy không. Ba điều rồi, lẹ lên tí chuột ơi. Còn 5 phút nữa lẹ lên, lượm hang được. Dớt lên. Trời ơi sao vậy? Lại lên. Dớt đó. 4-3 ơi. Trời sao kịch tính dữ ta. Trời ơi. Hấp dẫn quá, tiền ca nhỏ thì chứ mình thấy hấp dẫn nha bạn. Lên trời ơi. Lại lên. Gái này hấp dẫn thiệt chứ. Lên.
lên từ tỉnh đi. Ba Ke không còn bình tĩnh nữa, ba Ke mất kiên nhẫn rồi. Mất cười thiệt chứ. Quất lên chốt lên hàng qua rồi bao. Bạn ơi báo luôn rồi, báo thủ luôn rồi, lẹ lên qua hát lại lắc nhẹ la. Cái mày dính nó cái đinh á, cái mày dính nó cái đinh. Nhẹ đừng có vũ vũ đó cái đinh luôn á. Trời chứ nướng cá đâu. Trời ơi, nó cao phải không? Cá rồi. Nó cao không tính. Của mình nha, mà nó qua dụng cá ăn giật bực cái lưỡi câu mình bay lên còn bạn dưới nha. Thôi. Sao gỡ? Hả? Sao gỡ? Lắc lắc la, lắc lắc la. Lắc lắc nó vụt cái đinh là dở lên à. Được không? Không nghĩ vô nổi cái ke nó chắc vô ngã đâu nổi đâu ke. Cái ke nó mục mà. Đó, đẩy đọt cái cần vụ nó tới vụt. Đó. Ok, nó cố gắng nó tháo lên bạn ơi, dùng dãy lên đó. Ừ, xuống xíu lên. Bự nghe hả trời. Cố gắng đi Phake ơi, bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Tự tin lên Phake. Đó, cuối cùng Phake cũng đã vượt ra nha các bạn. Rồi như vậy là Phake đã để thua hai con nghe. Phake mất cục phao luôn rồi sao câu trời. Em mất cục phao hả? Ừ, Phake cũng mất luôn rồi. Lượm lại cục phao Phake còn làm dưới kìa. Không có cục phao khó cầu lắm. Câu về tư là thấy ăn đâu. Như vậy là cá bự nó không dính bạn, cá nhỏ không. Không có phao câu được bạn ơi, khó câu lắm. Rồi, như vậy là tí chuột đã lên một con nữa nha. Rồi, 63 63. Người cứ biết câu kiểu ăn nó khác anh ơi. Đúng rồi, tí chuột sao nó rê dở mà nó câu giỏi dữ vậy trời. Quá trời bạn ơi. Cá cỡ cỡ không? 63 63. Để kiếm một con trời, khổ đời. Lên hàng lẻ lên. Chết cha. Con có này nhỏ tính đâu. Tính luôn. Ủa dính cá rồi. Ok, như vậy là tỷ số được rút ngắn lại còn 4-6 nha các bạn. Rồi Phake sống giật. Rồi. Như vậy thì chuột lên một con nữa bạn ơi. 7-4. Thôi giờ chẳng 10 con nha. Ai 10 con trước thắng nha. Trời ơi. Rồi Phake bắt đầu nó quạo rồi đấy bạn ơi. Tết cần á anh Tư ơi. Nó tết cần hả? Ok, tết kiểu đó hồi chừng gãy á. Như vậy là tí chuột mấy con rồi? 7 con, 7-4 nha bạn. Rồi 7-5 lẻ lên, 7-5. Còn 2 con nữa bạn, Phake ráng Phake ơi. Rồi cá bự bắt đầu lên móng nha bạn, cá bự lên móng nè. Cái này mới thả cá phi lại hay tới chuột. Rồi 8 con nha bạn. Tí chuột câu hay dữ rồi trời. Dở sơ cũng dính nữa. Quá hay vậy bạn ơi. Tí chuột này con cái dữ rồi ta. Cái tình. Cá này chiên xù ăn ngon rồi. Nó giòn hú luôn á. Thôi dục cần này luôn á. Bảo rồi đó. Dục luôn Phake. Tức gì đó. Phake đang quạo bạn ơi. 8 năm mà Phake đang quạo nha. Nhưng mà cuộc chơi mà hên xui thôi. Rồi. Trời trời, đóng dạng cá này chịu nổi. Đóng có ai bờ luôn. Cái gì vậy? Cá đóng gì ai bờ. Đóng sao thắng được? Vậy đó mày. Đóng nhẹ cơ đâu. Nó chưa ăn, nó cho nó ăn sai mồi chút đi. Nó lôi đại đi, xả dây đại. Đó, 9 con rồi bạn ơi. Ok, như vậy được 9 con nha. Tí chuột câu giỏi dữ trời. Ngày nay thì tí chuột nó chứng tỏ nó không còn ăn hại như xưa nha. Quá dữ quá dữ. Lụm con lỗ cá rồi. Còn con nữa tí chuột ơi. Thôi thua luôn. Chưa. Phút 90 mày sợ gì, chơi đại đi. Trời ơi, còn một con còn cái đống nữa. Dữ trời. Giật lên. Giật lên tí chuột. Kè nó giật nó hết cần. Ngồi đâu có rớt báo nữa nè. À lên hàng. Thấy chưa đó. 7 con lẻ lên. 6 à. Sao 7? 6 con lẻ lên. Ở trời còn cơ hội mà tức nãy giờ mình thắng Phake tí chuột rồi đó. Lẻ lên, lẻ lên. Còn 4 con. Trời ơi vậy mình thắng mới hay chứ sao còn tự ti quá. Ngày hôm nay liệu Phake có lộ ngược vòng không các bạn? 4 đấu với 1 nha.
Rồi, như vậy là tí chuột đã chiến thắng các bạn ơi. Quá hay luôn rồi. Chạy ngọt sữa. Ok, thì như vậy là cái cần là ca là đã thuộc tay chuột nha bạn. Dạ em phát biểu gì không? Thôi anh ơi, mà em thấy cuộc chơi này chưa thuyết phục lắm. Tại vì biết sao không? Tại đây cái lốc nãy là bên kia cũng có một con rồi. Ừ. Cá thì em cũng thắng đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cho một đều lên thôi. Một đều luôn? Một đều luôn. Vậy giờ phát ca em muốn sao? Nói đi. Tết cần là tết cần loại cá bự nữa chứ mấy cái nhỏ là tết đâu không thiết chứ cần câu đài à. Miếng cá bự đúng không? Ừ. Qua cầu câu thôi. Đúng. Con nào bự nhất thắng? Đúng. Một con nhất thôi phải không? Ok. Ok, một đứa một con nha bạn. Rồi let's go. Lần này phát ca các bạn trời xem ngạm phát ca thử dính cá bự không nha. Nếu lần này thua phải kè không có chó cãi nha bạn. Không biết đóng sao bị dính thôi. Dính thôi à. Ờ bị dính thôi. Tại các bạn thì cái đìa của tí chuột là nổi tiếng cá là cá siêu to khổng lồ nha bạn. Mọi người chỉ được một là con lần câu nha. Đúng rồi, một lần câu dính một con thôi, không được câu nhiều. Con thôi, không được câu nhiều. Bây giờ không cãi cọ gì nữa nha. Câu này con không muốn ăn. Ngồi nào không ăn, từ từ đi. Nước bình tĩnh đi. Giờ cá nó sẽ cột phao nha các bạn, nãy không có phao cá nữa. Ăn sảy không à. Ôi, gần ao cầu á. Đó. Ôi cá lội bạn ơi, cá lội bạn ơi. Đóng lên hả? Đóng lội lên hả được rồi. Ôi nó lội rồi bạn ơi. Qua bên đây chấm chấm nè. Mà kia nó xả buôn hết cỡ nha bạn, đó đó đó. Hết cỡ đi. Rồi xảy là lên trời ơi vẫn chưa có đã đóng hết ra vậy á. Và kè đóng mạnh quá chứ em cống nhẹ là cá nó dính rồi. Nó nghĩ có cái tưởng thiệt chứ. Ừ, cá nó bự quá trời luôn á. Em nghĩ còn cá nào bự hơn cá đó không thì chuột. Còn đây cá trê hồng bự chẳng. Rồi vậy là cá trê hồng láng dính bà kè ơi. Trời ơi bà kè đóng thấy mê bà ơi. Nhưng mà uổng quá xảy sảy nó nhát luôn nè. Anh tư câu xong tư vô nhà em cho anh tư coi cá đi. Ghê vậy? Thì nhà em nuôi hay là đâu? Nuôi trong hộ trong nhà. Bữa mua á. Bữa mua cái cây hồng thiệt đã. Đã vậy? Như vậy là cái cần lời ca là vẫn chưa có thấm tháp nha bạn. Một con cá tự tượng chà bá lửa luôn nhưng mà xảy tiếc quá. Con em nè. Còn phao vô đi, còn phao vô đi. Ừ. Khoan xuống, khoan xuống. Bước tầm vậy. Nó bước ngang cần đại chiến mà nó bước ngang cần của nhỏ. Đi em đi, em đi, em đi bước nữa à. Ủa nó phi không như vậy là cần của bà kè có dấu hiệu nữa nha các bạn. Đóng đi dính rồi tôi tưởng nữa tôi còn dìu 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 hơn. Quá may mắn cho pha ke bạn ơi, nhưng mà cái chưa lên bờ chưa tính nha. Đóng mạnh là nó vừa có ăn cái mép mà yếu lắm. Dìu đi giờ nào nó mệt thì lên. Trời ơi đã à bạn ơi. Kiểu này em câu gì nữa anh Tư. Kiểu này đi vô chắc thua luôn quá. Cá này nó phá đục nước pha ke đó bạn thấy không? Okay, nhưng mà nó chưa lên bờ. Nó chưa lên bờ được cứ tính. Lên bờ được mới tính cho pha ke. Ê cái biển chết cá đi nha. Lên bờ đi pha ke, thắng pha ke ơi. Con cá này tượng này khá là bự nha bạn, hình như là nó nhỏ hơn cá nãy. Thôi thôi, thôi nó mạnh ca. Tí chuột đang bỏ cái cần xuống như bạn là dấu hiệu tí chuột là sắp chịu thua rồi đó. Tại pha ke nó câu cá này nó quậy banh nước tầng, nếu mà nó xảy một cái cũng hết câu. Mà nó dính cái là nó thắng luôn. Ôi trời nó đã hát ha. Lên nổi chưa? Tỉnh lên luôn. Rồi. Ôi Phát Ke, lại tấm hình luôn Phát Ke. Đứng đây. Ok nha bạn, thì con cá này là tí chuột hình như là nó đã buông tay đầu hàng các bạn ơi. Máu quá may mắn cho Phát Ke luôn. Trời ơi nó bự nè. Cái dãy của nó nè. Sao dạ. Tí chuột, tiếng con tí chuột. Không tươi. Sao hả? Tại em không mê câu cá mà Phát Ke nó mất cái cần chắc nó buồn lắm tươi. Đúng rồi.
Thôi ngày nay phát ke phát biểu không, khi mà nhận được cái cần lần cao quá là xịn sò phát ke. Trời có biểu chứ trời, vui lắm trời, xài ba cái cần kia mua ăn 600.000 về quăng cái cái gãy. Cần này chắc uy tín anh Tư, hàng gì ta bảo hành 1 năm nữa trời. Ok. Thì các bạn thấy không, ngày hôm nay á phát ke thì mình nghĩ nó cũng một phần may mắn nha bạn. Câu nhiều con không thắng, nhưng mà cá bự thì qua ke độ khủng, cá bự nãy cá lóc cũng bự mà cái này cũng quá trời luôn rồi. Rồi, thì phát ke sẽ sở hữu cái cần của lần ca 900k nha các bạn. Thì vài bữa các bạn sẽ chờ xem phát ke sẽ thường xuyên ra clip luôn đây bạn xem. Còn bây giờ một like ủng hộ phát ke nha bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye. Đây nha bạn, thì mình nghe tiếng chuột nó mới khoe nhà nó có một cá trê hồng gì tả 1 tỷ rưỡi nó không bán nha bạn. Dữ à. Đâu. Con cá mà lớn mà tả 1 tỷ rưỡi ghê trời. Có thiệt không phát ke? Này nghe tiếng nói tiếng chuột cứ nói. Dạ hả? Có người trả giá cho tiếng chuột. Đâu đâu. Cá nào mà 1 tỷ rưỡi ghê vậy? Giờ bắt nó cũng cẩn thận nha. Cái rổ này nhỏ quá. Bự không? Ghê vậy? Ủa em để ông sợ nó nhảy ra đi chuột. Sao nhảy? Nhảy cá trê thấy vậy mạnh nó mưa là nó nhảy đi luôn á. Đây nè tí chuột ơi. Cái này em vớt nó mới vô nổi chứ cái đó sao vô nổi nè. Vớt bán luôn chuột, bán lại chuột. Để lên anh định giá cho, coi cái bự không. Hồi hộp quá, nghe tí chuột nó nói cá này bự lắm, không biết bự bao lớn nha. Nãy giờ trời ơi, dưới nãy nó đứng vậy nó nằm xuống luôn rồi. Trời ơi, ghê vậy, ok, nó nằm vũng luôn rồi nè. Đâu rồi, bỏ phát đi rồi. Thiệt tình nãy không dám cởi cái áo khoác ra nữa. Hy sinh dữ rồi trời. Em vô bắt phụ nó mà kìa. Chứ nãy giờ anh thấy nó quá từ lâu rồi. Vô đứng chặn cái rổ phụng bên đi. Đúng rồi đó. Chứ mình nói là không có xong xài gì đâu, leo lên đi. Kệ anh em đẩy chiến nãy giờ mà nó cũng đâu có thắng em đâu. Nhường mà. Ừ. Em nhường lên thắng rồi à. Đúng rồi. Cho con kèo qua lần sau bán gỡ nha. Mình nghe cá này nó bự lắm sao mà nãy giờ. Để bà kia nó ra tay, bà kia nó sát cá dữ lắm. Rồi, chỉ được sát cá mới thắng em đó. Bà kia nói cá bự rồi nó mê à. Đâu đâu đâu, mới thấy em bơi hơi sơi qua nó nhảy ngang mình, em chặn cái đầu xuống em ba nghe. Sao chân mỹ bạn thấy không, mình nuôi pha ke nó lắng nghe cái mình đó, bạn thấy không, mở cái xong rồi này chắc vài bữa cân tạ được rồi. Bởi vì mình nuôi pha ke nó khéo dữ lắm. Ôi vô ngon cách thế bự. Rồi 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 lên nè bạn ơi, như vậy là có trê màu quá trời đẹp bạn ơi. Ủa đâu không có con cá là đẹp dữ rồi, tới chuột câu dính hay là đâu hả? Mua nhiêu tiền? Tỷ mấy rồi? Trời ơi, 200.000 hả? 400.000 hả? Nói chứ cá này đẹp đúng rồi, cá này hồi đó là quyết nghịch nó mua mấy con vậy nè. Nó cá này còn lớn nữa đó, cá này thì rất đẹp nha bạn. Giờ có bán lại không anh Tư? Mua gì em bán nhiêu? Anh em bán từ 500 thôi. 500.000 ok. Cá này 500.000 nha bạn. Rồi để mình về mình lấy tiền giúp mua cá này về làm cảnh nè bạn ơi, thấy cá này quá đẹp luôn rồi. Rồi để đi. Rồi nó bự rồi, cá khoảng 3kg rồi kìa. Không, 2 cái mấy. Ok. Ngày nay tiếng chuột nó quá là nhiệt tình nha bạn, mình mẩy là lặn vô cá còn mình mẩy nó. Rồi. Bye bye tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới tốt lành. Bye bye.